Con đi hát. Dạ con đi diễn rồi á hả? Dạ con đi hát rất nhiều show rồi. Trời ơi. 2 triệu. Ôi nhưng mà nhiều dữ vậy. Ôi nhiều quá. Nhiều quá. Niềm mơ ước của con trở thành công an để giúp dân. Đôi ba câu hát dành tặng người chơi, xua phiền lo cho ta thêm niềm tin vượt qua vòng thi. Và con chúc cho chương trình siêu tài năng nhí đây, mùa thi mới có thêm nhân tài, thêm nhiều nhân tố hay. Dạ xin cảm ơn ạ. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Và đây bé Gia Hưng à. Màn chào sân tuyệt vời, quá ấn tượng luôn. Qua cái bài hát vừa rồi là coi như là mình có đủ thông tin hết luôn dạ. Rồi đó. Hưng nè, 5 tuổi nè, thích ăn chân gà nè. Thích bơi nữa anh. Thích bơi nè, mơ ước lớn lên làm chú công an để bảo vệ dân nè. Còn thiếu gì không? Con cũng thích đá bóng. Mà con 5 tuổi thiệt á hả? Dạ. Vậy là con chưa vào lớp 1 luôn á hả? Dạ chưa. Là đang học mẫu giáo lớp lá đó hả? Dạ. Trời ơi. Con cũng gần sắp lên lớp 1. Mỗi lần mà con học bài hát mới thì là ai là người đọc cho con nghe để con thuộc? Dạ thầy con. Rồi ba mẹ con có phụ con không? Có hỗ trợ cho con không? Dạ lúc con đi hát thì ba mẹ... Cái gì? Con đi hát. Con đi hát. Dạ con đi diễn rồi á hả? Dạ con đi hát rất nhiều show rồi. Trời ơi. Cái tay này nè. Cái tay này đâu có bình thường mà đâu được. Thấy cái vụ mà ngoáy 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 cái tay này là. Con đi hát cũng gần 1 năm rồi. Trời ơi, giỏi quá vậy ta. Con thường hát những bài hát như thế nào? Bài gì? Lý cây bông. Ngoài bài lý cây bông ra còn bài lý cây gì nữa không? Lý quả kiêu. Lý quả kiêu. Rồi có lý con gì nữa? Có lý con chim sáo không? Dạ không. Rồi có lý cây bưởi không? Dạ không. Ủa, vậy có 2 bài tủ vậy thôi đó hả? Lý cây bông với lý quả kiêu thôi. Trời, người ta bỏ túi 2 bài, người ta đi diễn cả năm luôn á. Hay á. Bình thường con đi hát á, là con có cách xê không? Dạ có. Wow. Bao nhiêu con? Cậu con hay cho 1 cọc 2 triệu. Trời ơi, trời ơi. 2 triệu hả? Ủa nhưng mà nhiêu dữ vậy? Ui nhiêu quá, nhiêu quá. Với 2,5 triệu. Chú cha, bằng chú luôn á. Chú luôn á. Phải diễn mấy bài mới được? Dạ con diễn 2 bài mà con còn nhiều tiền hơn. Con được 4 sĩ luôn. Trời ơi 4 sĩ nữa. Ông biết 4 sĩ luôn. Rồi con lấy 4 sĩ đó con về con làm gì? Con bỏ ống heo, nhưng mà ống heo hư rồi nên bỏ vô túi mẹ. Trời ơi. Túi mẹ không anh tà thơm. Trời ơi con ơi. Thà con để vô cái ống heo hư. Đúng rồi. Thì không lâu lâu còn lấy được. Đúng rồi. Bỏ vô đó là an toàn nhất, không ai đụng đến được hết. Không có. Hả? Mẹ con cho tiền xong rồi mai mốt con mua nhà. Wow. Ê cha, để dành từ bây giờ. Trời ơi. Dạ con đầu tư thêm 4 cái hồ bơi nữa. Phòng ngủ thì là tầng 3. Trời ơi. Cái tương lai con rạng rỡ quá. Cậu con cũng có 1 miếng đất. Trời ơi. Con giàu nhất. Con thà quá. Đừng có kể nữa. Đúng rồi. Nhà con giàu nhất Việt Nam luôn á. Nghe kể gì như là cậu con cũng là đi hát đúng không? Dạ không, cậu con mở nhạc cho con. À, như quản lý cho con hả? Mẹ con mới quản lý, ba con thì chở con đi hát. Là làm tài xế.
là làm tài xế. Đây nè, chú Ali chưa chắc gì có được một ekip chuyên nghiệp như con luôn á. Thiệt anh, chú đi tới đây một mình, chưa có xe đi rap. Chưa có xe đi rap. VUS khơi mở tương lai tươi sáng.